Sáng ngày 15 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 chính thức khai mạc. Tham dự phiên khai mạc hội nghị, về phía đại biểu quốc tế có ngài Duterte Pacheco, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, ngài Martin Chumong, Tổng thư ký IPU, ngài Dan Carden, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU, Hạ nghị sĩ Vương quốc Anh, bà Cynthia Lopez Castro, Chủ tịch Diễn đàn Nữ nghị sĩ IPU. Về phía Việt Nam có các đồng chí, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các bộ ban ngành, cơ quan trung ương cùng hơn 500 nghị sĩ trẻ và đại biểu đến từ các nghị viện thành viên IPU và đại diện của các tổ chức quốc tế, đại diện cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Với chủ đề Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ tập trung thảo luận làm rõ vấn đề thông qua 3 phiên thảo luận chuyên đề gồm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Phát biểu khai mạc hội nghị Thay mặt Quốc hội Việt Nam và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU, các đoàn đại biểu nghị viện thành viên và quan sát viên, các vị khách mời tham dự hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tổ chức tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị trao đổi thảo luận về một số nội dung chủ yếu đó là cần làm gì và làm như thế nào để tuân thủ và bảo đảm luật pháp quốc tế hiến trương liên hợp quốc là điều kiện then chốt để giữ gìn và vun đắp hòa bình hợp tác và phát triển bền vững vai trò của các nước phát triển các tổ chức quốc tế cộng đồng doanh nghiệp và giới trẻ trong giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu như chuyển đổi số bền vững và an toàn chuyển đổi năng lượng công bằng thích ứng với biến đổi khí hậu và lan tỏa mạnh mẽ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị IPU nghiên cứu thiết lập mạng lưới các nghị sĩ trẻ toàn cầu về đổi mới sáng tạo để cùng nhau trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới đã lấy hình ảnh mùa xuân, mùa tươi đẹp nhất trong năm để nói về tuổi trẻ. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội người cũng đã khẳng định thanh niên là người chủ tương lai của những nước nhà nước nhà thịnh hay suy yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên tuổi trẻ thanh niên chính là lực lượng gánh vác sứ mệnh trách nhiệm lịch sử trong công cuộc hội nhập và phát triển ở mỗi quốc gia và sự thịnh vượng chung của thế giới tôi tin tưởng rằng mỗi nghị sĩ trẻ đến từ các nghị viện thành viên sẽ phát huy trí tuệ, sức trẻ, sáng tạo, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết để đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị. Ngay sau phiên khai mạc, hội nghị tiếp tục chương trình làm việc với phiên thảo luận chuyên đề 1, chuyển đổi số, được tổ chức dưới sự chủ trì của ngài Faka Fanua, Chủ tịch Nghị viện Tông Ga, thành viên ban lãnh đạo diễn đàn nghị sĩ trẻ IPU. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 năm 2023.